thêm cho anh. Dạ. Xúc đồ thì xúc thêm cho anh. Xúc đó... Xúc y chang như báo giá rồi. Đâu vậy, xúc có đơn viên chứ. Hay xúc đồn hả? Chịu có không? Anh chịu không gửi. Có gì em là chỗ đó thanh toán hoa cho anh, thanh toán cho em. Ừ, qua tuần đó thanh toán rồi. Ừ, vậy, cái này đấy.